Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Thì trước mặt em đây, đó là chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản số tự động 1.2 AT bản hatchback. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến quý anh chị chính sách giá của i10 so với thời điểm đầu tháng 10, cũng là đầu quý 3 năm 2023. Thì thời điểm này là thời điểm cực tốt để anh chị có thể mua xe được giá tốt. Cái thuế trước bạ thì đến tháng 12 hết tháng thì cái thuế trước bạ sẽ giảm, thì cái nhu cầu cũng như là cái giá xe sẽ tăng về thời điểm cuối năm, cụ thể là tháng 12. Thì thời điểm tháng 10, tháng 11 là thời điểm cực kỳ tốt để anh chị có thể lựa chọn cho mình được những chiếc xe lắp ráp trong nước. Thì i10 phiên bản này thì bên em đang bán với mức giá nó là khoảng 408 triệu, và quà tặng khuyến mại cho quý anh chị là phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Đó, về giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng gọi là 435 triệu, và có hỗ trợ tặng bảo hiểm thân vỏ cho quý khách hàng trả thẳng, và có hỗ trợ lãi suất cho giảm lãi suất cho khách hàng trả góp. Với cái giá trị vay tối đa cho khách hàng đó là 80% giá trị xe, và lãi suất thì rơi vào khoảng năm đầu tiên thì khoảng 0,6 đến 0,7% trên năm đầu, và cái thời gian vay tối đa cũng là rơi khoảng 8 năm. Thì quý anh chị hoàn toàn có thể có một cái nguồn tài chính nó chỉ khoảng hơn 100 triệu thôi là đã có thể lăn bánh được chiếc xe i10 rồi. Thì i10 có những cái ưu điểm như là cái đèn pha cốt, đó là đèn pha cốt kiểu chiếu phản xạ đa hướng và bóng chiếu ở đây đó là halogen, thì giúp chùm sáng rộng và có tầm quan sát tốt. Đèn sương mù của xe thì được trang bị đó là đèn bi projector cho đèn projector em xin lỗi đó là đèn projector halogen thì cho chùm sáng hội tụ, thì giúp phá sương tốt hơn trong điều kiện thời tiết sương mù cũng như là mưa. Cụm đèn led định vị ban ngày hình boomerang rất là thời trang và cá tính. Cản trước của xe cũng được sơn bóng. Đến phần la răng thì xe được trang bị với kích thước la răng đó là 1.75 x 60 R15. Ở đây thì chiếc la răng này cũng lớn hơn so với phiên bản cũ và được trang bị thêm những công nghệ đó là cảm biến áp suất lốp và có cân bằng điện tử và có ABS cũng như là phân phối lực phanh điện tử cũng như là hỗ trợ hành ngang dốc. Xi nhan thì được tích hợp trên gương và kèm công nghệ gương chỉnh điện và gập điện. Tay nắm cửa của xe được mạ chrome kèm tích hợp nút bấm mở khóa. Về phần đuôi xe thì i10 được trang bị với cụm đèn hậu kiểu led và có những cái bóng halogen, kèm theo là đèn phanh trên cao, rồi có sấy kính sau, đây là mạch sấy kính của xe. Cam lùi thì cũng được trang bị kèm hai cảm biến thì hỗ trợ cho quý anh chị có thể đỗ xe cũng như là lùi chuồng được tốt hơn. Cốp xe của i10 khá là rộng và có thiết kế với một cái cách thiết kế rất là vuông vắn mà giúp cho cái thể tích cốp được tối đa. Cùng vào phần nội thất thì i10 với tông màu nội thất đen chỉ đỏ và trần sáng thì cho một cái thiết kế thể thao và mạnh mẽ, nó giúp cho chiếc xe có cảm giác cái nội thất sẽ sạch hơn rất là nhiều. Trên chiếc vô lăng bọc da này thì sẽ có những cái nút tích hợp như là nghe gọi, rồi thì tăng giảm âm lượng cũng như là ga tự động cruise control. Đặc biệt là ga tự động thì trên những chiếc xe A thì hiếm có chiếc nào được trang bị. Đó, cần đèn, đây là cần đèn và đây là cần gạt mưa. Gạt mưa thì có 3 chế độ. Ở i10 thì được trang bị đèn nổ start top và có màn hình giải trí trung tâm dạng AVN kích thước là 8 inch. Đó, có định vị thì AVN có định vị Navitel do Hyundai phát triển cho thị trường Việt Nam. Thì với cái định vị này, với chiếc màn hình này thì anh chị có thể là có cảnh báo tốc độ này, có hướng dẫn chỉ đường rất là chi tiết, và công nghệ kết nối đó là Apple CarPlay, Android Auto thì tích hợp thì giúp anh chị có thể phục vụ thêm tương tác giữa điện thoại và chiếc xe được tốt hơn.
Cần số của xe thì cũng được bọc da và xe thì được dẫn động với hệ thống là 4 cấp số. Bánh răng có cấp. Ghế của i10 thì phiên bản này thì đã được bọc da, có viền chỉ đỏ thì giúp chiếc xe thể thao hơn và sạch hơn. Túi khí thì được trang bị đó là hai túi khí, một túi khí là trước vô lăng và một túi khí ở người lái bên phụ thì giúp anh chị lái xe được an toàn hơn. Cùng đến với phần hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai của i10, chúng ta có một hàng ghế thứ hai rộng và có độ ngả lưng ghế tốt, và đặc biệt hơn lại có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai thì giúp xe làm mát nhanh và giúp làm mát tối ưu hơn cho người ngồi hàng ghế phía sau. Kèm cổng sạc USB thì cũng được tích hợp thì giúp phục vụ tính năng giải trí cũng như là làm việc ở phía sau. Thì với chiếc Hyundai i10 này, giá lăn bánh chỉ khoảng hơn 400 triệu và được tặng những cái phụ kiện rất là hợp lý và tặng bảo cả bảo hiểm thân vỏ cho xe trả thẳng nữa, thì quý anh chị hãy nhanh tay gọi điện đến số điện thoại em để trên màn hình. Màu xe thì em sẵn màu đỏ này, màu trắng, màu xanh. Những cái màu của i10 thì đa số em sẵn xe giao cho quý anh chị. Thì quý anh chị có thể liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết. Em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi quan tâm ủng hộ channel của Hùng Xe Hơi. Xin chào và gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.